Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, một chiếc xe cực kỳ hot trong phân khúc xe hạng C. Nó là Hyundai Tucson. Phiên bản này thì là phiên bản tiêu chuẩn quý anh chị nhé. Bản tiêu chuẩn này thì Tucson sẽ có 4 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, bản dầu và bản xăng turbo. Thì hôm nay em xin phép cập nhật chính sách giá của Tucson thời điểm cận kề kết thúc giảm thuế trước bạ 50% 2023. Thì bản tiêu chuẩn này bên em đang chào bán mức giá là 759 triệu. Vâng, các phiên bản khác thì đều có thể tăng một chút, nhưng mà phiên bản Tucson này bên em bán bằng giá niêm yết. Và phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị đó là một bộ phim cách nhiệt chính hãng, phim Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, một bộ trải sàn da và một chiếc vô lăng bọc da và ví da đựng giấy tờ. Thì Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn này lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận, thì em tạm tính qua cho anh chị đâu đó rơi vào khoảng 806-807 triệu. Vâng, một chiếc xe hạng C bản tiêu chuẩn lăn bánh hơn 800, mức giá cực kỳ là phù hợp với các công nghệ nổi trội. Và anh chị có thể kể đến như là hệ thống đèn đổ từ xa này, đèn đổ từ xa của Hyundai Tucson, và lên xuống kính bằng chìa khóa. Và phần nội thất của Tucson thì anh chị có thấy là ghế lái thì đã được chỉnh điện, đây là chỉnh điện 8 hướng. Và đó, em vừa mới đóng chiếc cửa của chiếc xe này thì anh chị có thấy là Tucson có một cái thân vỏ và cái bề dày, độ chắc chắn của kính cửa rất là tốt. Đây, trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có những cái phím bấm tiện ích như là tăng giảm âm lượng này, chuyển chế độ Bluetooth, FM, AM, Apple CarPlay, Android Auto cho màn hình giải trí trung tâm, ga tự động, cruise control và có tích hợp nút giới hạn tốc độ, hệ thống đèn tự động. Đèn của xe thì được trang bị đó là đèn halogen có chiếu qua bóng projector. Thì ưu điểm của đèn halogen là tỏa nhiệt lớn và nó sẽ giúp phá xương tốt hơn, nhưng mà cái giá thành cũng rẻ hơn. Nhưng mà đổi lại thì halogen thì lại không được sang trọng và đẹp sáng bằng đèn LED, nhưng mà đổi lại thì sẽ có giá thành rẻ và dễ rửa chữa thay thế. Trên vô lăng, chiếc vô lăng này thì cũng có những cái chi tiết mạ bạc rất là tinh tế. Đến với phần màn hình giải trí trung tâm thì sẽ có một cái màn hình to với kích thước là 10.5 inch. Trên hệ thống núm cảm ứng này thì sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập, rồi những cái phím bấm điều khiển tốc độ gió, rồi hướng gió, cửa gió điều hòa, giờ xây kính thì đều được tích hợp là phím cảm ứng. Xe thì được trang bị đèn nổ start stop. Và đây là một cái thương hiệu mà năm 2022 của tạp chí VN Express do người tiêu dùng bình chọn đã đặt giải thưởng. Đó là chiếc xe của năm, phân khúc crossover cỡ C. Đến với phần cần số thì bản tiêu chuẩn, xăng tiêu chuẩn và xăng đặc biệt được trang bị cần số, đó là cần số gạt, đó là dạng cần. Còn phiên bản dầu và xăng turbo thì cần số thay thế bằng cần số nút bấm. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cần số để gạt sang chế độ lái bán tự động, có cổng sạc, cổng USB, rồi phanh tay điện tử thì được trang bị cho tất cả các phiên bản, và auto hold cũng như là chế độ hỗ trợ đổ đèo. Rồi chế độ lái driver mode là sẽ có 3 chế độ, còn phiên bản đặc biệt thì sẽ có 4 chế độ. 3 chế độ đây cụ thể là chế độ Eco, chế độ Sport và chế độ Normal. Còn trên phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm chế độ Smart. Cũng phải nói là phiên bản đặc biệt thì sẽ có nhiều tính năng hơn, nhưng mà đổi lại thì cái giá thành nó chênh lệch nhau khá lớn. Bản đặc biệt thì bên em bán với mức giá đó là khoảng 845-850 triệu. Đấy là giá bán xe, còn lăn bánh thì cỡ ngoài 900, khoảng 905 triệu. Xuống đến hàng ghế thứ hai của Tucson thì anh chị có thể thấy là hàng ghế thứ hai cho một cái trải nghiệm ngồi rất là rộng,
độ ngả lưng ghế thì tốt này. Rồi cái khoảng ngồi đầu gối và khoảng trần xe rất là thoải mái cho hành khách ngồi hàng ghế phía sau. Và cửa gió điều hòa cũng được trang bị. Trên phiên bản đặc biệt trở lên thì sẽ có hệ thống thông gió và làm mát ghế cho hai hàng ghế phía trước. Hệ thống loa Bose được trang bị đó là 8 loa. Bản tiêu chuẩn này thì chỉ có là 6 loa thường. Phần la răng của xe thì phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị với kích thước la răng đó là 17 inch. Còn bản đặc biệt thì là 18, còn turbo sẽ là 19. Đây là cái thông số tiêu hao nhiên liệu của Tucson. Đường ngoài đô thị là khoảng 6,5 lít, đường trong đô thị là 11 lít và đường kết hợp thì đâu đó khoảng 8,1 lít. Phiên bản đặc biệt thì sẽ được trang bị cốp điện và có hỗ trợ nhớ vị trí cũng như là chống kẹt thông minh. Thì đến với khoang hành lý và cốp sau của Tucson thì có một cái thể tích rất là rộng. Thể tích lên đến gần 600 lít và sẽ có những cái cổng sạc tích hợp 12V 180W này. Rồi ghế này cũng có thể gập phẳng để anh chị tiện chở những cái hàng hóa khi mình làm kinh doanh. Bản turbo thì được dẫn động hai cầu. Phiên bản dầu thì hiện tại hàng cũng rất là khan hiếm và phiên bản dầu thì bên em đang chào bán với mức giá khoảng 869 870 triệu. Và phiên bản xăng turbo thì rơi vào khoảng 915 đến 920 triệu. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Tucson và thời điểm này là thời điểm phù hợp để lấy một chiếc xe được ưu đãi giảm thuế và mình có thể